rẽ trái vào phố Vạn Bảo. Năm trăm mét nữa, rẽ phải về hướng phố Kim Mã. Rẽ phải về hướng phố Kim Mã, sau đó rẽ trái. Rẽ phải về hướng phố Kim Mã, sau đó rẽ trái. Rẽ trái về hướng phố Kim Mã, sau đó rẽ trái vào phố Kim Mã. Rẽ trái vào phố Kim Mã, sau đó rẽ phải vào phố Ngọc Khánh. Rẽ phải vào phố Ngọc Khánh. Đi tiếp phố Ngọc Khánh 800m nữa.
200m nữa, rẽ phải vào phố Giảng Võ. Rẽ phải vào phố Giảng Võ. Đi tiếp 1,5 km nữa.
200 mét nữa, rẽ trái vào đường láng. Rẽ trái vào đường láng. Ba trăm mét nữa, trách sang trái vào đường Lê Văn Lương. Đi tiếp đường láng 800 mét nữa. Một trăm năm mươi mét nữa, rẽ phải về hướng phố sát nhất. Rẽ phải về hướng phố sát nhất, sau đó rẽ trái vào phố sát nhất. Rẽ trái vào phố sát nhất.
300m nữa, rẽ phải vào QL6, đường Nguyễn Trãi. Rẽ trái về hướng phố Giáp Nhất, sau đó vòng ngược lại. Trăm mét nữa, rẽ phải vào QL6, đường Nguyễn Trãi. Rẽ phải vào QL6, đường Nguyễn Trãi. Đi tiếp QL6 800m nữa. Nữa, vòng ngược lại. Vòng ngược lại. Trăm mét nữa, vòng ngược lại. Nam lên QL6, đường Nguyễn Trãi về phía đường Vũ Trọng Phụng. 200m nữa, rẽ phải vào đường Khương Đình.
rẽ phải vào đường Khương Đình. Hai trăm mét nữa, điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Anh ơi, nhà mình bán để xe đâu? Để bên này à? Để đây được không?